develop pa. Bận lắm, không hỏi được tiền ông gì đâu. Để về ra buổi riêng. Chắc mình hy vọng là nó hạt rẻ để mình quất cây chơi. Chụp ngoài chợ ông đăng lên ông bán em mà. Vỡ cây vẫn còn đây mà ông đã lấy được. Có khi được cho mua rồi không? Đợt này lên hàng kinh khủng đấy. Đúng không? Đợt này lên hàng ác chiến đấy. Thầu mất chợ rồi, ngày thầu mất chợ. Đôi song thụ điền cổ song thụ. Điền cổ song thụ. Mấy cân chắc mini kia thì bao nhiêu tiền một cây được không? Triệu hai. À, kiếm được gốc hoa, kiếm được gốc hoa mua to nhỉ, hoa mua này mình cho mẹ xe rồi mình đi ra nặng phết đấy, cây hoa mua bán mà mua đấy. Vâng, ai bán mà mua nhưng mà bây giờ bán này, thế là và bây giờ là mua là bao nhiêu tiền thì bán? Trăm chục. Hoa mua ai bán mua về và đào. Cái xe không có chữ ở đây, không có cho cái này vào cái xe này kéo ra ngoài kia. Xin mua đấy. Kéo ra ngoài cũng được, nó to lắm. Củ nó to. Chật chội quá. Ơ chú, tưởng cái này bán rồi vẫn đây mà. Bán rồi chưa lấy. À đây à. Cái kia đây. Đây ông anh lấy dặn lấy được cây cũng không bán mất rồi. Tiếc quá. Thôi không quay cây nữa, buồn.
chưa lấy cả. Hay nhỉ. Không lấy. Với cái chậu với cái đây là chưa lấy. Quả. Quả. Nay ra chợ có vẻ là nắng nó uể oải. Nó tản mát hết. Đến sớm cơ. Mùa này đi rất sớm. Cây hôm trước hỏi của chị đã thấy thằng nó bán ở trên mạng rồi. Cái cây hôm trước hỏi chị ấy. Người đẹp tên Liên nhưng mà đã có tuổi. Cây này bao nhiêu chị ơi? Hồng Ngọc, 600 Hồng Ngọc Mai. Điệu đà nhưng tội là vậy chối quá tài kiểu như một nàng vâng biết đâu tuổi tài kiểu như một nàng tiên cá tiếng Anh cà ve thôi cà ve nằm phơi hàng. Anh nghe cái này bao nhiêu ấy? 2 triệu. Cái gốc xuống thiếu là đơn giản đâu. Nhìn rất là quá vẻo. Đó, mùn đen. Mùn đen. Đây, mùn đen. Đây, mùn này. Ui, cây này cứ như là bún ấy nhỉ? Đây là cây mặt nào đẹp xăm thái. Hai mặt đều hoa vàng nhau mà. Xăm trái dọc xăm thái chứ không phải xăm trái khác. Xăm trái xăm núi khác. Ừ. Nhìn cho cây nhìn đẹp. Cho này về anh sẵn thả nước. Cái này bao tiền đấy? Này. 1 triệu. Quái kiệt đấy nhỉ. Mun đen. Sam thái mềm như bún lại
thân điếc rất to nha các bác, rất là mềm, mềm như bún này, mềm như cái nhồi như bóp cái nước. Đấy, em bao nhiêu được em để chưa? Giò nó mềm đụng rồi đấy, rất là mềm. Cả cái thân già nó rất là mềm. Hôm nay chắc mình không chơi được. Đập cái là đụng. Hôm qua là chị hỏi cậu đấy nhá. Cậu như thế rồi. Đấy nhá. Lúa đẹp ấy nhỉ, lúa tự nhiên. Lúa đẹp ấy. Không phải sợ. Ui, ui, chết làm sao được. Cái đấy không phải lăn tăn kiểu nào. Thờ mó nó biết rồi. À, không, biết rồi. Bỏ cái tay buông buông đi, làm cái bông ở trên thôi. Lão thì phải lão, phải buông lên tí rồi.